Pha bật nhả rất hay và cú dứt điểm. Tỷ số đó là 2-0 cho cầu thủ LFB. Một tình huống bật nhả rất hay của đội bóng Cát. Đó là một pha bật nhả đúng là bật tanh tách luôn. Họ tìm ra được những khoảng trống trong những phạm vi hẹp rất tốt của LFB. Rất hay, Dương Petri rất hay và khéo léo qua ba cầu thủ của Linh Tiến và ghi bàn. Đúng như chúng tôi đã nói, Dương Petri một tiền đạo nhanh nhẹn, kỹ thuật và có khả năng chơi độc lập rất tốt bên phía Fkis Hamek đã khép lại trận đấu này bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng áo xanh ở những phút bù giờ. Có lẽ là các cầu thủ Dầu Khí Đông Á cũng đã chấp nhận thua rồi. Đấy, quá đẹp! Bàn thắng tuyệt vời, một bàn thắng rất muộn màng nhưng có lẽ là bàn thắng đẹp nhất của vòng đấu của lượt trận thứ hai này chẳng. Bàn thắng vừa rồi được ghi bởi số 20 Quang Khánh. Có lẽ là không đủ để giúp cầu thủ Dầu Khí Đông Á có thể lật ngược được thế cờ. Nhưng vừa rồi là một bàn thắng rất đẹp. Khoảng trống rất ủng hộ và 2-1 cho Thế Anh 28. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi của mình ở những phút đầu của hiệp đấu thứ hai, nhưng Thế Anh 28 lại là đội có được bàn thắng trước ở hiệp đấu thứ hai này. Đức Mạnh rất căng và rất hay. 2-1 cho cầu thủ Mô Việt Nam. Phút thi đấu thứ 44.